Sáng ngày 9 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương phối hợp với Ban trị sự chùa Sùng Hưng tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tổ chức buổi trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ, đoàn đã trao 200 suất quà, trong đó 100 suất dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế ở thị xã Bến Cát và 100 suất dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế ở thị xã Tân Uyên. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng, gồm 10kg gạo và các nhu yếu phẩm, với tổng trị giá trao quà lần này là 80 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Dương chăm lo động viên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ có thêm động lực, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình.